khi mà đối thủ trực tiếp lại là những anh chàng đến từ FaZe Clan. Và cho dù thứ hạng của FaZe Clan có là một thứ hạng đang không tốt đi chăng nữa, chúng ta cũng phải thừa nhận Combat họ chưa ngán bất cứ ai cả. Với hai người thì thực sự là khó nhằn dành cho Global Sub Except khi mà Fake của Fake làm luôn rất gọn gàng, chỉ trong 30 cái viên đạn Scarlet thôi nó là đủ để có thể tiễn Global Sub Except đi ở vị trí top thứ 16. Soul Skill cá nhân đến Hackerman và nào hãy cùng xem một mạng Hackerman rồi double kill dành cho anh ta, bắt đầu đẩy lên để tìm nốt người thứ ba đó. Ba Tulin, ui ba Tulin bật kinh tế khiếp, một tình huống quay tầm tẩm lợm đến từ ba Tulin, nhưng tình thế này là tình thế khoái oăm dành cho cả Twistmite cũng như là cả EXO. Akita sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể tiếp cận vào cái khu vực giao tranh. MT nó đến rất gần, một quả đất này là một quả đất rất đau. Spyro một lần nữa phải nằm xuống khi đang trong trạng thái hồi máu. Perfect Kid ơi, đi di chuyển tí nữa trượt chân có phải là đẹp không, nhưng tạm thời điều đó là không thể xảy ra. Những quả lửa này có thể khiến điều đó sẽ là cái kịch bản sắp tới mà được theo dõi chăng. Lu thì đã nằm mất rồi, những quả nét được Akita trả ra tạo được trước đây là hiệu quả quá nhiều, thậm chí anh ta cũng đang phải hồi phục lại lượng máu của mình mà cơ. Nhấp nhả rất khó chịu đến từ Perfect và anh ta đang có một quả nét trên tay. Ba Tulin cũng đã quay trở về, ba Tulin đổi mạng kịp thời cho cái đồng đội của mình chứ không phải là giúp cho Perfect có thể sinh tồn được lâu hơn. Hai bên đã ăn miếng trả miếng nhau là vô cùng rát. Cùng lúc này Dao Esports cùng FaZe Clan đã đụng độ với nhau. Apocalypse Knock, The Mask Confirm, đội hình của Twisted Mind đã chính thức rời cuộc đua ở trong trận thi đấu cuối cùng này. Họ cũng sẽ không phải những tên xuất hiện ở trong giai đoạn nhánh thắng. FaZe Clan thì sao đây? Liệu rằng có phép màu để giúp họ vượt qua được những anh chàng đến bên phía Team Howl Esports hay không? Luminosity Gaming bây giờ cũng đang là một đại diện gặp khó khi mà đội hình của TN3 đã cam lại cái chiếc cầu này từ trước. Đẩy về phía của TN3 thì cũng không được, mà lùi về cánh của Na'Vi thì cũng không xong. Mất rất nhiều mạng đến từ đội hình bên phía Team LG. Howl Esports chính thức rời cuộc đua ở top 24, nhưng như đã đề cập, họ đã có mặt ở trong nhánh thắng từ lâu lắm rồi. Còn Patrick Coros, đội tuyển đang là chốt của bảng xếp hạng. Quá khó nhằn dành cho những đại diện bây giờ di chuyển bằng đường cầu. Còn đối với FaZe Clan, họ đang gặp khó, gặp phải bên phía Team Sonic mới chỉ là 1-1, nhưng vốn dĩ ngay từ thời điểm bắt đầu thì FaZe Clan họ đã thua người mất rồi. Chỉ còn lại Crucia và FaZe mà thôi. Một tiếng nhảy xuống đến GG là quá đột biến, và điều đó khiến cho FaZe chỉ còn lại đúng một người duy nhất. Thậm chí chúng ta thấy có rất nhiều những cái màu xanh sáng lên, tức là có nhiều đội tuyển đang ở ngoài vòng bo và tìm cách để có thể áp sát hơn vào khu vực safe zone. Còn ở trong khu vực căn nhà ngã tư, Pedro đang dần dần tìm thấy ánh sáng của mình khi họ cũng đang khiến cho bên phía Thiên Ba knock out mất hai người. Sutukiu họ đang đội tuyển đứng ở vị trí thứ 8 với 62 điểm, nhưng bây giờ chỉ lại một người mà thôi. Tôi vừa mới bật ra một cái viễn cảnh, đó là ở cái khu vực tàu biển này cũng sẽ là một khu vực cực kỳ nóng, bởi vì cái tàu này theo tham minh nó vẫn sẽ có thể di chuyển được vào khu vực đảo quân sự. Mà tôi đang cổ vũ cho EXO Clan nhiều hơn bao giờ hết. Nếu họ bắt được các player của NewFP thì nó sẽ là tuyệt vời dành cho Cerberus Esports tại lúc này. Hasset MM đang bị đối phương trả lửa vào, có thêm quả nết đón đầu nhưng hiệu quả là chưa cao đến từ cặp đôi của EXO. Akita cố gắng đẩy ra nhưng lại có một nhịp nhảy, và nhịp nhảy đó đã khiến anh ta bị Hasset MM bắt lại. Quả nết của Zipyan cũng khiến MT không còn cơ hội nữa. Top 12 dành cho đội EXO Clan. Để xem là những thứ đó có đủ để giúp cho NewFP vượt qua được đội hình bên phía Team Na'Vi tại thời điểm này không đây, khi mà họ đang phải chơi với hai người. Example tay vẫn đang là rất to và quả nết cầm sẵn trên tay, nếu nó phát nổ đúng thì mình coi như đi một người duy nhất đến từ đội của NewFP thôi. Rất khó dành Zipyan rồi. Zipyan đang phải cố gắng sinh tồn, nhưng cơ hội của anh ta gần như là 0% khi Na'Vi vẫn còn ở bên trên cây cầu này. Người đội trưởng đến từ bên phía Team NewFP giờ thì cũng chỉ biết bất lực nhìn những người đồng đội của mình nằm xuống mà thôi. Zipyan cố gắng quấn máu. Đây có lẽ là những nỗ lực cuối cùng của player đến từ Trung Quốc để có thể tìm kiếm cơ hội vào đánh thắng. Nhưng đang bị một kẻ địch bắn từ phía sau lưng, đó là StreamZ của Team Sonic. Và Zipyan giờ sẽ không thể hồi máu kịp nữa. Top 11 dành cho NewFP, lại một đối thủ nữa bị loại đi khỏi tầm mắt của Cerberus Esports. À, Ios. Và bây giờ thì vòng bo chúng ta thu về khu nhà ngã tư của Tiên Ba và Cerberus. Đúng những gì mà tôi cũng đưa ra dự đoán là họ đã chiếm được khu đỉnh đồi Đào Đạt. Sutukiu thì cũng đã đi mất rồi. Một câu chuyện quá khó dành cho Sutukiu. Sutukiu đi rồi này, thì tức là Dalawa lên thì kiểu gì cũng phải đạp đổ Sutukiu xuống. Thế nên rằng là chúng ta đang có một cái gọi là lá chắn hộ mệnh mang tên Sutukiu. Mà còn có cả thành viên bên phía Team 4AM cơ mà. Ừ, đúng rồi. Ôi, cái gì đấy? Ôi, công á, Đức bị bắt chết sau hai luôn. Chắc chưa? Chắc chưa? Nhơn. Ok, một kill cầm về, cứ như thế thôi, ngồi chơi sơi nước đi bộ vượt dầu, có điểm hạng rồi, top 8 rồi. Pero bây giờ cũng đang gặp khó, bởi vì họ cũng sẽ cần phải chiếm lại khu vực căn nhà ngã tư của bên phía các thành viên bên phía của Thiên Ba.
và không biết là sinh tồn đến bao lâu đây. Trong cái đó với Islap, quả lửa quá khó chịu đầy trade và Flash tự tay dứt điểm chủ tịch. Lại thêm điểm nữa dành cho các thành viên team Daytrade, và thậm chí bây giờ chúng ta có thể sẽ được xem một cuộc combat giữa top 1 và top 3 trên bảng xếp hạng. Daytrade đối đầu trực diện với bên phía của team Na'Vi chăng? Rõ ràng là cái cung đường di chuyển xuống nó cũng không phải là một cái điều gì đó khó khăn đối với Serus ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta đã có sự xuất hiện của Hải Saki ở phía dưới khá là sớm. Bây giờ thì Daytrade, Daytrade đang cố gắng di chuyển vào những khu căn nhà, tiếp cận gần hơn với khu vực ngã tư. Kickstart ở bên trong. Đức và Belmont mày đã biết đối phương đang muốn làm gì. Một tình huống sấy rất đơn giản đến từ Belmont khiến cho Kickstart và cả đội Luminosity Gaming phải ra đi. Top 8 là đội tuyển này. Trong cái đấu với Đức Mỹ, không hiểu vì lý do gì mà chàng này lại để bị knock out bởi vòng bo. Và sau đấy thì là đi luôn. Không một ai có thể cứu lại vị trí Đức Mỹ cả. Thôi thì ít ra là cái điểm số đó cũng không chuyển về tay ai. Nên tạm thời Cerberus Esports vẫn đang giữ nguyên được cái vị trí top 6 của mình. Họ đang muốn tìm đường để có thể gạt dò Four Angry Men. Và Four Angry Men cũng hiểu điều này. Họ đã rời đi từ trước rồi. Chiếc xe vẫn còn cho đội Four Angry Men để có thể thối lui. Nhưng Belmont từ biến phía bên dưới lại bắn ngược lên. Và khiến cho Crazy 1-2 bị knock out. Đội hình của Daytrade đã biết rằng kẻ địch đang ở chân đồi. Hải Saki cũng biết điều đó. Cerberus liệu có muốn đẩy lên luôn hay không đây? Rõ ràng là với một cái số điểm đó là 70 như này thì Cerberus họ cũng có thể an tâm phần nào. Và bây giờ thậm chí rằng những phát đạn trả ra lá đầu Hải Saki knock out được hoang dài. Chuyển hóa nó thành điểm kill nào. Một quả lửa và đây là một cái lòng chảo. Lửa cộng với chảo thì rõ ràng là Four Angry Men sẽ bị nướng chín. Nhưng quả lửa đó lại ném trượt. Quả lửa thứ hai đến từ vị trí của Hải Saki. Đây là một quả lửa vẫn đang hơi thừa lực một chút đến từ người đội trưởng của Cerberus Esports. Đối phương thì vẫn đang kẹt. Và solo G của Hải Saki đã kê chết góc này rồi. Viên đạn đầu tiên vào mặt. Crazy 112 bị knock out bởi vòng bo. Và Summer, mùa hạ ơi, mùa khác thì tới. Còn mùa này thì chỉ có thể xếp sau Cerberus Esports mà thôi. Ok rồi, chúng ta đã gạt dò thành công đó là Four Angry Men. Có một khe hở giữa quả smoke, nhưng chưa có player nào TN3 có thể tận dụng điều này khi Pao Pao của Peter đã sấy không thực sự tốt. Khó dành cho Pao Pao, anh ta bị knock out ngay lập tức và Lin Shu giờ chỉ còn lại một mình mà thôi. Cực kỳ ít cơ hội để Lin Shu có thể quẩy và clutch thành công 1v4 ở trong pha này. Cùng lúc đó thì Danawa cũng phát hiện ra Cerberus Esports bây giờ đang ở bên trên đỉnh đồi. Họ muốn vớt vát thêm vài điểm kill. Điểm kill đó đã tới dành vị trí Seoul khi solo gì và nằm lại. Lin Shu cũng không thể vượt qua được Seoul. Đặt tâm là rất chuẩn. Đảm bảo những tình huống áp sát tầm gần đối phương cũng không phải vấn đề dành đại diện này. Trong đó với Na'Vi, họ đang muốn công sang những anh chàng của Danawa. Lượng sát thương trả ra là tốt đến từ Na'Vi. Nhưng họ cũng đã để mất vị trí của anh chàng Example. Và nên nhớ rằng từ đầu thì đội của Na'Vi đã làm đội tuyển để thua người rồi. Về chiếc của Rốt cũng đang phải nhận những áp lực của Daytrade. Một quả nết liệu rằng là chuẩn xác đến cuối mốt hay không đây. Quả nết trả ra chưa đủ sát thương. Nhưng nết của Alia lại knock out đến tận hai thành viên của team Danawa Esports. Một mình Unix đang phải quẩy. Unix đã bắt được một. Biết người còn lại đang đâu. Nhưng Unix không thể vượt qua được vị trí của U3. Top 4 dành của Danawa Esports, nhưng có lẽ với họ lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Patrick của Rốt cũng đã để mất Cui 71 rồi. Nết trả ra chưa đủ sát thương để bắt được AZ. Cui 71 sẽ còn cơ hội để cứu lại. Nhưng cơ hội của họ đứng trước các thành viên của team Daytrade thì không là bao nhiêu cả. Lại có thêm quả nết tốt nữa đến từ Flash. AZ 1 HP, thêm một quả lửa trả lên. Nhưng lửa lại ném trượt đến từ chàng Flash. Nào ấy cũng xem Gunny Thái. Và lần này thì có vẻ nó là tốt hơn rất nhiều đến từ vị trí của Flash. Một rổ đồ được nén bên khu vực tầng 3 và không có đường nào để tháo chạy đến từ Pedro. Và chắc chắn cái top 1 nó sẽ ở đây chết thôi. Một tình huống là 4v1 thì không có nhiều cơ hội dành cho U3. Nhưng dẫu sao thì điều đó không thay đổi được quá nhiều cục diện ở trên bản tổng sắp, khi mà chúng ta đã định đoạt được ra 8 đại diện tuyệt vời nhất để góp mặt ở trong vòng thi đấu Grand Final.